Tên tù nhân này có biệt tài rất kỳ lạ, vì anh đặt chân tới đâu thì xác ướp sẽ lập tức sống lại, đem đến tai họa cho thế giới. Khi anh ta sắp bị đưa lên giàn treo cổ, đã có một cô gái lạ mặt đến cứu anh, với điều kiện là anh ta phải đưa cô ấy đến được thành phố của người chết. Tại sao đang sống sờ sờ mà cô này lại muốn đến thành phố của người chết? Muốn biết vì sao thì hãy bấm xem tiếp để cùng tôi tìm câu trả lời thông qua hai phần phim Xác ướp Ai Cập nhé. Let's go! Cô gái la hét không ngừng khi thấy người nằm kế bên mình là một xác ướp biết cử động. Trong cái xác kinh tởm như vậy, ít ai biết được trước đây nó từng là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, một lúc cặp với hai người đàn ông. Cô là vợ của pharaoh Seti đệ nhất, tên là Namun. Vì thấy bản thân mình ngon lành cành đào mà ông chồng thì vừa già vừa xấu, nên cô quyết định ngoại tình với anh tư tế đầu trọc bảnh trai phong độ Imhotep. Gái có chồng như hoa có chậu, đầu trọc thâm hậu, anh đập chậu cướp hoa. Vì thế anh quyết định cho pharaoh bay màu luôn cho đỡ vướng bận. Cảnh tượng Imhotep liên tục đâm nhiều nhát vào nhà vua đã bị quân lính nhìn thấy. Một đội quân được cử đến để bắt đôi gian phu dâm phụ kia. Namun kêu Imhotep chạy trước đi, nếu cô có chết thì nhớ hồi sinh cô là được. Anh đầu trọc nghe theo lời cô. Khi quân lính ập đến, Namun sợ bị mất danh dự nên quyết định tự tử. Sau đó Imhotep và team thầy tu của anh đã ăn cắp thi thể của Namun về Hammurabi, thành phố của người chết, để thực hiện nghi lễ hồi sinh bằng cách đọc thần chú trong một quyển sách to như cuốn album ảnh cưới. Linh hồn của Namun nhanh chóng được triệu hồi từ cõi chết trở về thân xác. Nhưng nhập hồn chưa được 2 giây thì nghi lễ đã bị gián đoạn bởi Medai, đội quân hộ vệ của pharaoh. Thế là hồn của Namun lại một lần rời khỏi thân xác, trở về địa ngục. Nhóm thầy tu bị ướp xác sống, còn Imhotep thì phải chịu hình phạt hòm đai vô cùng man dợ. Anh đầu chọc bị cắt lưỡi, cuốn băng rồi nhốt vào quan tài để bầy bọ hung rỉa thịt. Sau đó bị phong ấn trong quách đặt dưới chân tượng thần Anubis và được giám sát chặt chẽ bởi Medai. Vì nếu Imhotep quay trở lại, hắn sẽ kéo theo 10 dịch bệnh chết chóc của xứ Ai Cập. 3.000 năm trôi qua, hậu duệ của đội quân Medai vẫn ngày ngày giám sát nơi phong ấn Imhotep. Lúc này, vì ham muốn kho báu giấu trong hầm mộ, đã có rất nhiều đạo quân tới đây bắn giết lẫn nhau để tranh giành. Đội quân Medai biết hết tất cả nhưng không nhúng tay vào, vì họ cho rằng những người tham lam rồi cũng sẽ bị trừng phạt. Một trong số ít những quân nhân còn sống sót khi tham chiến có tên là Rick. Anh bị đồng đội Benny phản bội, bỏ rơi ngoài sa mạc, sau đó bị bắt vào một nhà tù ở Cairo. 3 năm sau, Evelyn, một nhà khảo cổ học đầy tham vọng, đã nhận được tấm bản đồ dẫn đường đến thành phố chết Hammurabi từ Jonathan, anh trai mình. Nhưng chẳng may ông giáo sư lại bất cẩn làm cháy mất một phần của nó. Jonathan tiết lộ tấm bản đồ này anh lấy từ một tù nhân người Mỹ, người đã phát hiện ra thành phố khi tham chiến cho quân đội Pháp, mà tù nhân này lại chính là Rick, anh quân nhân còn sống sót mà tôi đã nói phía trên. Rick thỏa thuận với Evelyn rằng sẽ dẫn họ đến Hammurabi nếu họ tìm cách giúp anh ra khỏi nhà tù. Vì muốn chứng tỏ với bạn bè, Evelyn hứa với tên quản ngục là sẽ chia đôi kho báu kiếm được từ lăng mộ cho hắn, nếu như hắn chịu thả tự do cho Rick. Khi Rick ra khỏi nhà tù, anh nhanh chóng lấy lại phong độ, khiến Evelyn chết mê chết mệt. Đi cùng họ còn có tên quản giáo, vì hắn sợ cô sẽ nuốt lời, không chia kho báu. Đêm đó, Rick gặp lại thằng khứa Benny đã phản bội mình. Anh quyết định cho Benny một bài học bằng cách quăng hắn xuống biển. Lúc quăng xong, Rick mới phát hiện có những dấu chân kỳ lạ trên tàu, nghi ngờ là có kẻ xấu đột nhập. Anh lần theo dấu chân đi đến phòng của Evelyn và đã kịp cứu cô thoát khỏi tay của người Medai. Hóa ra, người Medai muốn lấy lại chiếc chìa khóa và tấm bản đồ. Sau một màn giao chiến, con tàu bốc cháy khiến mọi người phải nhảy xuống biển để thoát thân. Tiếp theo, Rick dẫn Evelyn và nhóm của cô đến thành phố của người chết bằng những con lạc đà. Trên đường đi, nhóm của Rick lại chạm mặt nhóm thám hiểm người Mỹ do gã Benny dẫn đầu. Vì mặt của Benny trông ghét vờ lờ nên Rick lại một lần nữa cho hắn biết tay. Sau đó cả hai nhóm tách ra để tìm thứ mình muốn. Nhóm của Evelyn thì muốn tìm quyển sách làm bằng vàng ròng nguyên chất với tên gọi là quyển sách của sự sống. Còn nhóm thám hiểm người Mỹ chỉ muốn khai quật kho báu. Tuy nhiên khi nhóm của Benny gỡ được viên đá ra, có một luồng khí độc bao trùm lấy họ. Cơ thể họ nhanh chóng bị ăn mòn đến tận xương tủy. Còn về phía của nhóm Evelyn, khi gã quản giáo đang mải mê gỡ những viên đá quý trên pho tượng, đã vô tình giải thoát cho một con bọ hung chuyên ăn não người cực kỳ hung hãn. Đêm đến, khi những người còn sống sót của cả hai nhóm ra ngoài nghỉ ngơi, họ đã bị tấn công bởi đội quân Medai do chiến binh Akdep dẫn đầu. Mặc cho lời khuyên của Akdep bảo họ rời khỏi thành phố, hai nhóm thám hiểm vẫn tiếp tục khai quật. Nhóm Evelyn tìm thấy một cỗ quan tài, lúc này chiếc hộp đựng bản đồ có vai trò như chìa khóa mở nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối bốc lên là xác chết Imhotep. Còn nhóm thám hiểm của Benny thì tìm được quyển sách của cái chết, kèm theo đó là những chiếc lọ đựng nội tạng được bảo quản của chị Namun. Vì biết người của phía Benny không mở được quyển sách, nên tối đó cô đã lén ăn cắp quyển sách và đọc to một trang.
Không ngờ việc này đã làm hồi sinh Imhotep. Họ bàng hoàng khi nghe thấy tiếng hét của xác chết, sau đó là một đám côn trùng không biết từ đâu đến bao vây lấy họ. Vì không còn cách nào khác, họ đành chui ngược lại vào hầm mộ, chạy bán sống bán chết, không dám quay đầu lại. Trong quá trình chạy trốn, Evelyn vô tình rơi vào mật thất và gặp được Imhotep ở trong này. Vì tưởng Evelyn là nàng Namun nên hắn đưa tay kêu cô hãy lại đây với hắn. Trời đất ơi, bản mặt thấy mà ghê, vậy mà còn kêu con gái người ta lại. Nếu là tôi thì tôi cũng chạy mất dép. May cho Evelyn là Rick đã kịp đến để cứu cô. Tức giận vì đã 3.000 năm trôi qua mà vẫn có thằng muốn giành gái với mình, Imhotep liền hét lớn vào mặt của Rick. Rick cũng không sợ mà hét lại vào mặt Imhotep, sau đó khuyến mãi cho hắn một viên kẹo đồng. Lúc trở ra thì bọn họ bắt gặp nhóm Medai của Akdep. Rick vẫn tự tin khoe là đã tiêu diệt được Imhotep, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Imhotep chẳng những không mất đi mẩu xương nào mà còn lấy kho báu ra để mua chuộc Beni làm tay sai cho mình. Những người còn sống sót quay trở về Cairo, nhưng Imhotep đã đi theo bọn họ dưới sự giúp đỡ của Beni. Để lấy lại sức mạnh, Imhotep hút hết sinh khí của từng người trong đoàn thám hiểm vì họ đã không tin lời nguyền được ghi trên lăng mộ. Khi Rick và Evelyn phát hiện ra thì họ chỉ là một cái xác chết khô. Để ngăn chặn Imhotep, nhóm của Rick đã gặp Akdep để tìm sự trợ giúp. Akdep đưa ra một giả thuyết rằng Imhotep muốn dùng Evelyn như một vật hiến tế nhằm thực hiện nghi lễ hồi sinh người yêu 3.000 năm trước của hắn, Aksunamun. Sau khi hút sinh khí của đoàn thám hiểm người Mỹ, Imhotep đã lấy lại được vẻ bề ngoài đẹp trai phong độ. Có thể nói, ông trời tạo ra địa chấn. Mà cái đầu của anh chính là điểm nhấn. Sau khi lấy lại được nhan sắc, việc tiếp theo hắn làm là đi tìm Evelyn và đánh thức cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Đang đến khúc cao trào thì Rick xuất hiện cùng hoàng thượng Môn Lèo. Vì hoàng thượng dương khí tràn trề nên đã khiến Imhotep âm binh đầu chọc chạy mất dép. Nếu quyển sách của sự sống mang Imhotep sống lại thì quyển sách của cái chết có thể giết chết hắn một lần nữa. Biết được quyển sách đang được giấu bên trong tượng thần Horus ở thành phố người chết Hamunaptra, nhóm của Rick lập tức lên đường, nhưng sau đó họ đã bị chặn lại bởi đội quân nô lệ của Imhotep. Bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác, Evelyn đành hứa là sẽ đi theo anh thầy tu đầu chọc, với điều kiện là anh phải tha mạng cho nhóm người của Rick. Nhưng khi Imhotep có được Evelyn, hắn ta đã nuốt lời, vì hắn biết Rick sẽ lại giành gái với hắn. Vì muốn Rick, Jonathan và Akdep được thoát thân, ông giáo sư đã hy sinh ở lại chống trả đội quân nô lệ của Imhotep vì ông biết mình cũng sắp xuống lỗ rồi. Imhotep đưa Evelyn và Beni đến thành phố Hamunaptra, phía Rick cũng kịp đuổi theo Imhotep bằng một chiếc máy bay. Imhotep thấy vậy liền tạo ra một trận bão cát để giết chết nhóm của Rick. Nhóm của Rick cũng không sợ mà chống trả lại bằng súng đạn, nhưng tất cả đều không có tuổi so với ma trận bão cát của anh thầy tu âm binh đầu trọc. Để cứu nhóm của Rick, Evelyn đã làm Imhotep phân tâm bằng cách khóa môi của hắn. Máy bay tuy không bị bão cát nuốt chửng nhưng lại bị mất lái và rớt xuống sa mạc. Rick, Jonathan và Akdep đều không sao, chỉ có ông lái máy bay là xuống lỗ. Bên trong hầm mộ, Imhotep bắt đầu kêu gọi đàn em trong nhóm thầy tu năm xưa của mình trở lại, với mục đích là truy cùng giết tận nhóm của Rick để hắn rảnh tay thực hiện nghi thức hồi sinh người yêu. May mắn thay, rốt cuộc họ cũng đã tìm được quyển sách của sự sống. Tuy nhiên vì đội quân xác ướp quá đông nên Akdep đã hy sinh ở lại để cản chúng. Nhờ đó mà Rick và Jonathan có thể tìm được chỗ thực hiện nghi lễ của Imhotep. Ngay khi anh đầu trọc sắp hoàn thành nghi thức hồi sinh người bạn gái Namun thì Jonathan xuất hiện, khoe là: "Ê, thằng âm binh đầu trọc, tao có quyển sách có thể giết mày nè." Trong lúc Imhotep đuổi theo Jonathan để lấy lại quyển sách thì Rick phải chống trả với một đội quân xác ướp dài như 80 con đỉa gộp lại. Vì đám này chết đi thì đám mới lại xuất hiện. Còn Evelyn thì bị xác ướp Namun dí theo để xin tí huyết. Để thoát khỏi cảnh này, cần có một người đọc được thần chú trong cuốn sách vàng. Nhưng vì năm xưa cúp học đi chơi net, chỉ có chữ biết Jonathan, chứ anh không hề biết nó. Tội nghiệp Evelyn, cô vừa phải tìm cách thoát khỏi bánh bèo xác ướp, vừa phải hướng dẫn cho anh mình đọc chữ. Rốt cuộc thì Jonathan cũng đã biết chữ. Anh đọc thần chú yêu cầu bọn xác ướp đừng giết Rick, mà hãy giết Namun. Nhìn thấy cảnh tượng này, Imhotep rất đau lòng và cay cú. Trời ơi, sắp xong rồi mà cũng bị bọn này phá cho được. Imhotep điên lên, chạy tới bóp cổ Jonathan nhằm trả thù cho cô người yêu đoản mệnh. Nhưng Rick đã kịp xông đến, chém một nhát khiến hắn trở thành quá cụt phiên bản Ai Cập. Dù chỉ còn một tay, hắn vẫn còn đủ sức ném Rick ra xa 8 thước như ném một cái chai. Sau đó tay của hắn tự động mọc lại mà không cần tới bệnh viện trợ giấy. Có đủ hai tay rồi, Imhotep tiếp tục tác động vật lý lên Rick. Hắn đấm Rick thấy mụ nội anh luôn. Evelyn thấy chuyện chẳng lành nên đã cùng với Jonathan phối hợp để tiêu diệt gã thầy tu âm binh đầu trọc. Ngay khi Imhotep há cái mỏ vừa ghê vừa dài như đang cosplay Ghostface trong series phim kinh dị Scream, Evelyn đã đọc câu thần chú làm xuất hiện một cỗ xe đến từ địa ngục, đến cướp hồn hắn đi. Imhotep chạy theo, la lên: "Bớ cướp hồn người ta, trả hồn lại cho tao, mấy thằng quỷ sứ." Cơ mà điều này vẫn chưa làm hắn chết được. Thấy mình còn sống, Imhotep liền hùng hổ quay lại. Khi đang định cho Rick một đấm thì anh đã bị đâm một nhát.
Giờ đây hắn đã trở thành người bình thường, hắn đi lùi lại về phía dòng sông tử thần theo phong cách slow motion rồi bị dòng sông nuốt mất xác. Trước khi chết, hắn nói: "Ngô sẽ báo thù, hãy để đấy yêu Bakashi." Để tạo cơ hội cho đạo diễn làm phần 2. Lúc này, khi đang vơ vét kho báu trong lăng mộ, Benny đã vô tình kích hoạt một chiếc bẫy cổ xưa, khiến cho toàn bộ hầm mộ rung chuyển. Vì biết hầm mộ sắp sập nên mọi người cố gắng tìm đường thoát thân. Vì tính cách hèn nhát, đam mê phản bội, Benny đã nhận lấy quả báo là bị kẹt lại bên trong hầm mộ cùng đám bọ hung ăn thịt người. Chỉ có Rick và anh em Jonathan là kịp thoát ra ngoài an toàn để phần 2 còn có người cho Imhotep báo thù. Giờ đây, thành phố người chết Hamunaptra đã chìm trong biển cát. Khi nhóm của Rick còn đang thở phào nhẹ nhõm thì Agdep bất ngờ xuất hiện, khiến cho họ hết hồn, sợ vãi cả lông chồn. Agdep chắp tay cảm ơn họ rồi bỏ đi. Sau đó, Rick và Evelyn hôn nhau say đắm rồi cùng Jonathan tiến về hoàng hôn trên một cặp lạc đà chứa đầy kho báu của Benny. 8 năm sau, Rick và Evelyn đã kết hôn và cho ra đời một thằng cu tên là Alex. Lần này gia đình họ chọn thám hiểm thành Chips. Rick nghe lời vợ phá vỡ một bức tường lớn, bên trong toàn là bọ cạp bò lúc nhúc cùng với xương người. Và đến đây, Evelyn bỗng cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc, hình như cô từng đến đây rồi. Họ tiến vào sâu hơn, phát hiện bên trong là một mật thất. Khi vào trong mật thất, khung cảnh xung quanh Evelyn có gì đó lạ lắm, mà lúc đó chồng cô cũng biến mất. Trước mắt cô bây giờ chỉ hiện lên một căn phòng đang mở, bên trong là hai người lính đang canh giữ một chiếc hộp bằng vàng. Có vẻ như nó đang đựng một thứ gì đó rất quý báu nên mới được canh giữ cẩn thận như vậy. Sau đó cánh cửa nhanh chóng bị một người phụ nữ lạ mặt đóng lại, cô ta đi đến gần Evelyn rồi biến mất. Lúc này Rick cũng hiện ra và mọi thứ trở lại bình thường. Cảnh tượng lúc nãy khiến Evelyn vô cùng hoang mang vì nó giống hệt với giấc mơ trước đây của cô. Trong khi Rick đang vô cùng bối rối, không biết mở cánh cửa tiếp theo thế nào thì vợ anh chỉ cần đi lại, vặn vặn vài cái là lá cửa đã mở. Lúc này cậu con của hai người đang chơi ở ngoài thì phát hiện ra có đám người lạ mặt tới đây tìm Rick. Thấy thế, Alex liền dùng ná bắn thun để trêu ghẹo những tên đó. Bên trong mật thất, Evelyn và Rick đã tìm ra chiếc hộp đựng vòng tay của thần Anubis. Chiếc hộp ghi rõ, ai lấy chiếc vòng này sẽ được uống nước sông Nin. Không lâu sau đó, một dòng nước cuồn cuộn chảy vào, nhấn chìm cả hai vợ chồng. Lúc này, ở phía ngoài đền thờ, cậu con Alex đang gặp rắc rối với đám người lạ mặt vì những trò trẻ trâu của mình. Tuy nhiên, cơn chấn động khiến bọn chúng chạy mất dép, bỏ lại cậu bé. Cơn chấn động cũng làm cho những cây cột ngã đè lên nhau theo hiệu ứng domino. Alex sửa sai bằng cách tay không chống đỡ cây cột. Trời ơi, bộ tưởng mình là siêu anh hùng của Marvel hay gì? Biết mình đỡ không nổi, Alex liền nghĩ, trong 36 kế, chạy là thượng sách, còn lại kệ mỡ nó vậy. Cây cột ngã xuống, nhờ vậy mà làm sập bức tường, giải thoát cho bố mẹ cậu khỏi dòng nước. Cũng vào khi ấy, tại tàn tích của thành phố người chết Hamunaptra đang được khai quật bởi một tổ chức áo đỏ xấu xa. Ba kẻ lạ mặt kia cũng là thành viên của tổ chức này. Họ vừa quay về thì bất ngờ xảy ra một cơn địa chấn tại địa điểm khai quật. Cơn địa chấn làm giải phóng một đàn bọ cạp khát máu. Ai chạy không kịp đều bị chúng ăn thịt, khiến tổ chức phải nhanh chóng đem súng phun lửa ra đối phó. Tuy nhiên, cơn địa chấn cũng giúp họ khai quật được xác ướp Imhotep. Giờ đây, họ cần chiếc vòng tay của thần Anubis để hồi sinh tên thầy tu đầu trọc Imhotep, để hắn có thể đánh bại một chiến binh lừng danh tên là Vua Bọ Cạp, cướp đi đội quân âm binh hùng mạnh của thần Anubis để xâm chiếm thế giới. Hóa ra 3.000 năm trước ở Ai Cập cổ đại có một vị chủ tướng lừng lẫy tên là Vua Bọ Cạp. Vì cho rằng mình có một đội quân hùng mạnh, đỉnh của chóp, ông ta đã dẫn quân đi chinh phạt các vùng đất khác nhằm bành trướng thế lực. Rốt cuộc, sau 7 năm chinh chiến ròng rã, Vua Bọ Cạp đã thua khi đang cố xâm lược thành Thips. Ông và đội quân của mình phải rút vào sa mạc Amse. Vì thiên nhiên nơi đây quá khắc nghiệt, lần lượt, từng người lính đều ngã xuống, chỉ có Vua Bọ Cạp là sống dài nhất. Hết cách, Vua Bọ Cạp đành cầu cứu thần chó Anubis. Thần Anubis đồng ý, ngài quyết định tặng cho ông ta một combo bao gồm một con bọ cạp tươi sống, một ốc đảo tươi xanh cùng một đội quân bao gồm các chiến binh nhìn giống chó để ông ấy có thể càn quét mọi nơi mình muốn. Khi mọi việc đã hoàn thành, thần Anubis ngay lập tức ra lệnh cho Vua Bọ Cạp cùng đàn em quay trở về giới Underground để làm việc cho ngài. Đúng là cuộc đời này không ai cho không ai thứ gì bao giờ. Quay lại câu chuyện 3.000 năm sau, vì chiếc vòng tay đã bị vợ chồng Rick lấy mất nên tổ chức xấu xa kia quyết định qua London để cướp lại chiếc vòng. Ở London, trong khi vợ chồng Rick và Evelyn đang mải mê chim chuột nhau thì thằng cu con Alex đã lén lấy chiếc vòng Anubis đeo vào tay. Dù là đồ vật có từ thời cổ đại nhưng nó lại có khả năng phát video Full HD không che, chẳng hề kém cạnh so với những chiếc smartphone hiện nay. Lúc này tổ chức kia cũng đã đến London, tuy nhiên chúng lại bắt nhầm anh trai của Evelyn là Jonathan vì tưởng anh là Rick. Bọn chúng kề dao vào cổ và lấy rắn Ai Cập ra dọa Jonathan phải đưa chiếc vòng. Cùng lúc đó Rick xông vào khiến tổ chức kia chuyển hướng qua tấn công anh. Rick tay không bắt lấy con rắn rồi hóa thân thành tiểu lý phi đao, làm chết một tên trong nhóm. Ở trên lầu, anh da đen đã tìm thấy mẹ con Evelyn và Alex, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, thế là Evelyn rút dao ra chuẩn bị chơi khô máu với anh da đen. Đúng lúc này, Agdep cũng xuất hiện,
để giúp mẹ con cô. Nhưng vì tổ chức áo đỏ quá đông, quá nguy hiểm nên Evelyn bị bắt đi. Còn Agdep thì bị chém một nhát vào người. Đạt được mục đích, tổ chức áo đỏ nhanh chóng bỏ đi. Bị mất vợ, Rick tức giận hỏi Agdep là sao lần nào gặp mày nhà tao cũng có chuyện hết vậy. Agdep liền giải thích mọi chuyện đều do tổ chức áo đỏ mà ra. Chúng muốn hồi sinh Imhotep để xâm chiếm thế giới. Tổ chức này được giúp đỡ bởi Mela, kiếp sau của nàng Namun. Lúc này Alex cũng thừa nhận rằng chiếc vòng Anubis đang ở trên tay cậu. Để giải cứu Evelyn và ngăn chặn âm mưu thâm độc của bọn chúng, nhóm của Rick nhanh chóng đi đến Viện Bảo tàng Anh Quốc. Vì ông Hafez, người đứng đầu tổ chức, là quản lý của nơi đó. Trong Viện Bảo tàng, tổ chức áo đỏ đã hồi sinh được Imhotep. Sau đó, khi chúng đang định thiêu sống Evelyn, thì Rick đã xuất hiện để giải cứu cho cô. Hai bên đấu súng với nhau. Vì phía tổ chức áo đỏ quá đông, nên Rick và Evelyn nghĩ cách bắn vào các thùng chứa dầu để lửa cháy lan vào người bọn lính. Khi ấy, Imhotep đã kêu gọi thêm một số đàn em ở dưới Underground lên đây đánh lộn cho vui. Nhận thấy tình hình không ổn, Rick đưa Evelyn ra ngoài, sau đó được Jonathan đón bằng một chiếc xe bus. Tưởng đã an toàn, thế nhưng đàn em xác ướp của Imhotep vẫn bám theo. Chúng nhào lộn, chạy nhảy, bò lên tường như người nhện. Chẳng mấy chốc, chúng đã bò được vào trong xe, tấn công nhóm người của Rick. Nhờ kỹ năng chiến đấu điệu nghệ, nhóm của Rick đã đánh bại được bọn chúng. Để ăn mừng chiến thắng, vợ chồng Rick và Evelyn lại một lần nữa định phát cơm chó, thì cậu con Alex đã bị tổ chức áo đỏ bất ngờ bắt đi. Rick đuổi theo, nhưng chúng đã kịp đóng cây cầu, ngăn anh lại. Rick bất lực, đành nhìn người ta bắt con mình đi mà không thể làm gì được. Hóa ra anh thầy tu âm binh đầu trọc đã chọn Alex làm người dẫn đường, đưa hắn đến sa mạc Amse. Cậu có thời hạn là 7 ngày, trong 7 ngày nếu không đến được ngôi đền thì cậu sẽ bị chiếc vòng hút hết sinh khí. Có thể nói chiếc vòng Anubis vừa là món quà giúp cậu xem video Full HD, vừa là lời nguyền có thể lấy đi mạng cậu. Một lúc sau, ba người đàn ông xuất hiện, đầu phim bị Mela lừa vào phòng của Imhotep, mở ra chiếc dương bị nguyền rủa, để rồi sau đó cả ba đều bị gã thầy tu hút hết sinh khí. Nhờ đó mà Imhotep có thể từ từ lấy lại được vi rùa của mình. Để cứu con trai, nhóm của Rick đã bay qua Ai Cập, mua chuộc anh da đen phi công tên là Izzy bằng cây quyền trượng vàng của Jonathan để anh ta chở họ đến sa mạc Amse bằng khinh khí cầu. Con tàu của tổ chức áo đỏ chạy bon bon trên đường theo sự chỉ dẫn của Alex. Khi đi vệ sinh, Alex vô tình hiện lỗ hổng bên dưới bồn cầu. Vì thế cậu đã lợi dụng nó để trốn thoát. Su cả na cho Alex là sau đó cậu vẫn bị bắt lại. Tôi đến, anh thầy tu đầu trọc dùng quyển sách của người chết để trao cho Mela linh hồn của bạn gái anh, nàng Namun. Việc này cũng đồng thời cho ta câu trả lời về những giấc mơ trước đây của Evelyn. Hóa ra kiếp trước, Evelyn là con của vua Pharaoh Seti đệ nhất, công chúa Nefertiti. 3.000 năm trước, cô từng chiến đấu với Namun để bảo vệ chiếc vòng Anubis. Chính cô cũng là người đã phát hiện ra đôi gian phu dâm phụ Imhotep Namun và gọi người tới hộ giá cha mình. Khoảnh khắc đó, vì quá bức xúc mà Evelyn suýt nữa rơi khỏi khinh khí cầu. May mà Rick đã kịp thời giữ cô lại. Về phía Alex, cậu bé cũng rất thông minh khi tại mỗi địa điểm, cậu đều để lại manh mối cho cha mẹ, giúp Rick và Evelyn có thể lần theo nhóm của Imhotep. Còn Agdep thì gửi thư cú mèo cho đội quân Medai nhờ họ giúp đỡ trong trận chiến lần này. Tuy nhiên, khi Alex đang để lại manh mối thì đã bị anh da đen phát hiện. Khi anh da đen tính dạy cho cậu một bài học thì Imhotep âm binh đầu trọc bảo anh hãy dừng lại vì bạo hành trẻ em là một tội ác. Sau đó Imhotep đã dùng sức mạnh của bản thân biến ra một ngọn sóng siêu to khổng lồ nhấn chìm khinh khí cầu của Rick và Evelyn. May mà anh phi công Izzy đã kịp tăng tốc khinh khí cầu bay đi trong tích tắc, nhưng vì lúc nãy đi vội quá quên đổ xăng nên khinh khí cầu đã rơi xuống một cánh rừng và hư hỏng nặng. Chỉ có Izzy ở lại vì cần phải sửa khinh khí cầu, còn những người khác sẽ dùng phương tiện căng hải để đi đến Amse. Màn đêm buông xuống, nhóm của Rick đã mai phục sẵn trên ngọn núi, chờ nhóm của Imhotep đi qua là sẽ úp sọt ngay lập tức. Đang đi, tổ chức áo đỏ bỗng dừng lại vì thấy mọi chuyện không ổn. Hóa ra đối thủ của chúng không chỉ có nhóm của Rick mà còn có một đám xác ướp nhi đồng. Trong cơn hỗn loạn, nhóm của Rick nhân cơ hội tấn công tổ chức áo đỏ, thành công giải cứu cho con trai mình, nhưng họ lại tiếp tục bị đám xác ướp nhi đồng tấn công. Nhóm của Rick nhanh chân chạy sang đỉnh núi bên kia rồi dùng pháo phá hủy cây cầu, tiễn hết bọn xác ướp trẻ trâu xuống vực sâu. Mặt trời khi ấy cũng gần mọc, thời gian để đến kim tự tháp không còn nhiều nữa. Nếu không đến kịp, Alex sẽ bỏ mạng tại Ai Cập vì mất hết sinh khí. Rick bế con trai trên tay, ba chân bốn cẳng chạy như The Flash đến ngôi đền. May mà kịp lúc mặt trời lên, tháo được chiếc vòng ra khỏi tay Alex. Nhưng rắc rối vẫn chưa hết. Ở bên ngoài, Imhotep và Namun cũng đã đến. Lợi dụng lúc Evelyn sơ hở, Namun đã đâm chết cô. Cả hai vội chạy ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Evelyn chỉ kịp chăn chối vài lời trước khi ra đi trong sự thương tiếc của gia quyến. Bên trong kim tự tháp, Imhotep cố gắng sử dụng phép thuật nhưng vô dụng. Thì ra thần Anubis đã tước hết sức mạnh để biến hắn trở thành người bình thường. Còn Hafez thì đeo chiếc vòng, đút tay vào chiếc lỗ trên pho tượng thần với hy vọng triệu hồi được đội quân âm binh.
nhưng Quân đâu không thấy, chỉ thấy bàn tay đút vào chỉ còn là một bộ xương, nhìn thấy mà thốn thay cho hắn. Bỏ qua tên này, Rick quyết định đi tìm Imhotep. Hai bên đánh nhau như những người đàn ông thực thụ. Trong khi ấy, Jonathan với Alex đưa thi thể của Evelyn vào tòa tháp và bắt gặp Namun. Nhân lúc Jonathan và Namun đang đánh nhau, Alex đã chôn quyển sách màu đen, sau đó mày mò cách đọc thần chú hồi sinh mẹ mình và cậu đã thành công. Evelyn sống lại, quyết đánh tới bến với ả ta để gỡ lại danh dự. Phía bên ngoài, đội quân Medai của Agdep cũng đã chạm mặt với đội quân chó của Anubis. Hai bên chơi khô máu với nhau một trận rất khốc liệt. Ít lâu sau thì vua bọ cạp cũng xuất hiện. Bây giờ hắn không còn là con người nữa mà là một con quái vật nửa người nửa bọ cạp. Sự xuất hiện của hắn làm gián đoạn trận đấu của Imhotep và Rick. Thay thế, Imhotep liền giở trò chơi dơ bằng cách hứa sẽ phục vụ vua bọ cạp và bảo rằng Rick mới chính là kẻ thù của ngài. Vua bọ cạp lên cơn điên tấn công Rick. Lúc này, Hafez đang đi lang thang để tìm đường đến bệnh viện chữa lại cái tay thì đã bị vua bọ cạp bắt lên cao rồi xé xác. Nhờ vậy mà Rick mới có cơ hội phát hiện ra quyền trượng bằng vàng của Jonathan, vốn dĩ là một cây giáo có thể giết chết được vua bọ cạp. Anh chạy ra ngoài hướng dẫn Jonathan mở nó ra. Sau khi mở thành công, Jonathan tập trung cao độ phóng về phía vua bọ cạp. Nào ngờ ngọn giáo đã bị Imhotep bắt được, hắn lại phóng nó về phía vua bọ cạp. Nhưng lần này, Rick đã bắt được ngọn giáo và dùng chính nó để đâm chết ông ta. Và thế là vua bọ cạp cùng các chiến binh chó lại một lần nữa quay về giới Underground. Khi kim tự tháp bắt đầu sụp đổ, Imhotep và Rick đều mắc kẹt ở một mỏm đá dẫn đến địa ngục. Trong tình huống nguy hiểm ấy, Rick đã bảo Evelyn chạy đi. Chồng em là nhân vật chính mà, không chết được đâu. Nhưng cô vẫn liều mạng chạy đến và kéo anh lên. Thấy vợ chồng người ta yêu thương nhau như vậy, Imhotep cũng bắt trước, đưa tay ra, bảo Namun hãy cứu hắn. Namun kêu hông bé ơi, thân ai nấy lo, cho ai nấy hốt đi cha nội, rồi bỏ chạy mất dép. Nhìn Namun bỏ đi, anh đầu chọc mới biết đàn bà đúng là những niềm đau. Quá đau lòng, thầy tu Imhotep đã quyết định gieo mình xuống địa ngục, còn Namun cũng không thể chạy thoát khỏi được kim tự tháp vì sự sụp đổ của nó đã làm ả ta rơi xuống chiếc hố chứa đầy bọ hung ăn thịt người. Cuối cùng, chỉ có gia đình Rick là kịp chạy khỏi kim tự tháp trước khi nó bị nhấn chìm trong biển cát. Họ cố leo lên nơi cao nhất có thể để kéo dài sự sống. Đúng lúc ấy, anh da đen Izzy cũng đã sửa xong khinh khí cầu và kịp đến giải cứu cả nhà họ. Agdep cưỡi ngựa chạy đến chào tạm biệt gia đình Rick với thông điệp là nhà anh đừng đến Ai Cập nữa. Tại cứ đến là có xác ướp sống lại. Sau màn chào tạm biệt, cả hai bên đường ai nấy đi, kết thúc chuyến hành trình đầy nguy hiểm tại Ai Cập. Và đó là phần tóm tắt của tôi về hai phần phim Xác ướp Ai Cập. Các bạn có ý kiến nào khác nữa không? Hãy chia sẻ cho tôi biết nhé. À mà cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh để tôi có thể ra nhiều video chất lượng hơn nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye!